chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại kênh của mình. Đây đấy, mình có ghé cái hồ cá của anh Mão các bạn. Hồ hôm qua mấy cái này có coi nhật. Đây, các bạn thấy con cá này rất là to, con này chắc con này hơn 50 cm à. Con này to, dạng lắm các bạn. Cái dòng nhật này thì nó rất là dạng, body cực đẹp. To. Con này 50 mấy 60 cm các bạn. Đây đây các bạn thấy. Đó, con này cũng vậy. Đây. Mình quay qua hình thì nó bé thôi nhưng mà bên ngoài nhìn nó to đó các bạn. Có đùng luôn. Đây anh có làm một cái nước. Đây các bạn. Nước này là bằng đá san hô và làm cái cầu đi qua. Đây cái cầu đi qua. Cái cá to này nằm ở dưới cái cầu. Một cầu rồi một cái cầu trên các bạn, cầu trên đi lên lầu, cầu dưới đi qua hồ cá các bạn. Hai cầu đi, cầu trên một cầu dưới mà nó thang đi lên trên lầu cao các bạn. Rất là đẹp. Con kia là hơn 60 cm, con vàng đó các bạn. Người lá san hô này nó lên những mảng rêu trong đấy, rất là đẹp. Cái này ở đây thì hệ thống cái này đẩy dòng các bạn, đẩy dòng bằng lực của thác nước, để thác nước nó sẽ đẩy dòng đi. Âm và nó sẽ đẩy lên, mình có chia sẻ các bạn vẽ cái cách này các bạn. Ở đây là khúc mặt. Hồ này thì cái độ sâu của hồ này chỉ khoảng 60 cm các bạn. Được cái rộng, nó bạn nuôi cấp, nuôi cá con. Cả mét vẫn nuôi được. Cái hồ này khoảng 30 mấy con các bạn, 30 mấy con cá. Con nào là nhỏ nhất là 30 cm rồi, còn con lớn phải 50-60 cm thôi. Rồi các bạn ơi. Nó ăn rồi, bây giờ nó ăn rồi là nó không thèm đến luôn các bạn. To, sáng rực. Mà anh làm hệ thế đẩy oxy các bạn, hệ thống đẩy oxy trong phòng tạo oxy cho con cá khi về đêm đó. Cá là ban đêm thì nó sẽ bị thiếu oxy nhiều. Cái này cái nhà để uống trà, ngắm ra ngoài cái hồ cá rất tuyệt vời. Con cá có đủ đây, con này là tân trô các bạn. Quay bằng cái điện thoại đây cái độ màu sắc con cá nó còn đẹp lắm các bạn. Nó thấy đồ ăn bây giờ nó tản là nó đi kiếm đồ ăn các bạn. Con tăng trô này phải 4 mấy cm các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ nhất của mình.